Để lễ viếng nghệ sĩ chí tài ở Mỹ được diễn ra an toàn nhất, mới đây nghệ sĩ Hoài Tâm, người được ủy quyền lo hậu sự cho cố nghệ sĩ chí tài, đã có thông báo trên Facebook: "Chúng tôi đang chuẩn bị tổ chức tang lễ của nghệ sĩ chí tài tại Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Linh. Tuân theo luật lệ của tiểu bang California đang trong thời kỳ đóng cửa để phòng chống dịch bệnh. Để bảo đảm an toàn cho tang quyến cùng quý vị, khi đến viếng thăm và tham dự tang lễ của nghệ sĩ chí tài, chúng tôi xin phép đề nghị chúng ta hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, tránh tiếp xúc trực tiếp như bắt tay và ôm xã giao." Có thể thấy các nguyên tắc trong lễ viếng nghệ sĩ chí tài được thông báo rất rõ. Người đến viếng phải đeo khẩu trang, đứng cách xa nhau 2 mét và không tiếp xúc trực tiếp, bắt tay hay ôm nhau. Hiện tại gia đình và tang quyến đang chuẩn bị chu đáo để lễ viếng được tổ chức suôn sẻ vào ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2020. Ở phần bình luận, rất nhiều người lo lắng cho chị bé Heo, bà xã của nghệ sĩ chí tài. Không ít ý kiến nhờ gửi lời hỏi thăm cũng như nhắn Phương Loan hãy giữ gìn sức khỏe, bởi trong mấy ngày vừa qua, bà xã chí tài đã rất suy sụp. Cũng trong phần bình luận này, Hoài Tâm cho biết sẽ live stream trực tiếp khi lễ viếng nghệ sĩ chí tài được tổ chức. Chính vì thế, những ai không thể trực tiếp đến viếng cũng có thể xem và tiễn đưa cố nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ở Mỹ, khán giả sẽ không được đến tiễn nghệ sĩ chí tài đông đúc như ở Việt Nam. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.